Sau quãng đường di chuyển 125 km và có mặt tại Hamilton vào sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại sân tập Paris với sự bố trí của FIFA. Sân tập này cách sân chính Waikato nơi diễn ra màn so tài với tuyển nữ Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup nữ 2023 khoảng 15 phút di chuyển. Trong buổi tập chiều 26 tháng 7, các nữ tuyển thủ khá thoải mái về tinh thần, tập luyện hăng say và thích nghi với khí hậu lạnh. Dự báo khi trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha diễn ra đêm 27 tháng 7, nhiệt độ địa phương chỉ còn 9 độ C. Sau buổi tập này, đội tuyển đã đi dạo làm quen với mặt sân Waikato. Bước vào buổi tập này, ông Mai Đức Chung cho các học trò chuẩn bị tâm thế khi tuyển nữ Bồ Đào Nha sẵn sàng tận dụng lợi thế về chiều cao với nửa đội hình cao trên 1m70. Ở trận đấu với tuyển nữ Mỹ, các hậu vệ chúng ta đã gặp bất lợi không nhỏ khi không chiến do hạn chế về chiều cao so với đối thủ. May mắn, thủ môn Kim Thanh đã cản phá xuất sắc đến 5 tình huống không chiến đạt tỷ lệ 100% giúp Việt Nam hạn chế bàn thua. Thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã có lực lượng tốt nhất. Thanh Nhã, Hải Yến, Dương Thị Vân cũng đã sẵn sàng ra sân thi đấu trong màn so tài với Bồ Đào Nha vào lúc 14h30 phút ngày 27 tháng 7. Huỳnh Như chia sẻ, tôi đã có một mùa giải ở Bồ Đào Nha. Tôi cũng từng có dịp so tài với các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha hiện tại. Các cầu thủ ở đây rất khỏe, mạnh và kỹ thuật. Rõ ràng ở trận đấu tới với Bồ Đào Nha, toàn đội Việt Nam sẽ phải tập trung và cố gắng nỗ lực hết sức. Huỳnh Như chia sẻ, thực tế không riêng gì tôi mà các cầu thủ nữ Việt Nam đều khát khao ghi bàn. Lúc này, một bàn cũng là rất quý giá với đội tuyển nữ Việt Nam. Tất nhiên, mong muốn của tôi là đội tuyển nữ Việt Nam có thể giành chiến thắng. Huỳnh Như cho biết thêm, thực sự từ lúc lá thăm may rủi đưa Việt Nam chung bảng đấu với Bồ Đào Nha, bầu không khí tại làng FC rất thú vị. Các đồng đội còn đùa với tôi rằng, nếu Huỳnh Như ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha thì mọi người sẽ không cho tôi quay lại câu lạc bộ nữa. Nhưng sẽ rất tuyệt vời nếu tôi ghi được bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Tôi muốn tạo được niềm vui, sự hứng khởi. Tôi sẽ nỗ lực hết sức thi đấu. Khoảng thời gian chơi bóng ở Bồ Đào Nha vừa qua rất tuyệt vời. Điều đó sẽ để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, cũng như bài học sau này để tôi có thể trở về cống hiến cho quê hương Việt Nam.